Rồi, 15 giờ vào, vào. Phút rồi chúng tôi đã đến là trung tâm du lịch Hotel Đông. Tới rồi, tới rồi. Vào. Ở đây là đa số là người dân tộc, bữa nói dân tộc gì ta? Cái này các bạn thấy không? Phụ nữ phải đen đen này các bạn thấy không? Trong này nhiều dân tộc lắm nha. Kinh tế mới người Bắc nó vô là dân tộc mà Mông cũng có nữa. Đây đây cũng có. Ở đây chắc chơi con không hạn chi nó là biểu tượng cho con không? Các bạn thấy không? Đây toàn bộ là có cái nhà gì cả, nhà rong gì chứ, nhà chính quyền á, nhà nó chắc là nhà chính quyền á, nó có cờ rồi là tiền của cô Vũ Duyên, như là có một cái mộ của ông vua Tự Thanh là ông Tham Ma Công các bạn, buôn đô là buôn đô. Chưa tới Buôn Đô mà coi khách du lịch của đội Nam Đoàn Xe tôi là người ta đứng rồi đó nè. Hồi nãy chị nói đây, chị bữa chị lên đây chị mua bao nhiêu mẫu rồi? 10 mẫu. Vậy chắc trên xe này là chị là cái gì, địa chủ rồi. Thì đó, thì gia đình đó à, có 10 mẫu đất à. Mà buổi giờ mà có 10 mẫu đất à. Mẫu đất mẫu vô lên đảo mấy tuần gạo không? Bỏ đầu là tôi mua ngoài là tới 250 triệu. Lúc có 250 triệu cũng nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm à. Ở trong là mấy chục triệu. Ở trong là mấy chục triệu mẫu hả? Ở ngoài 2 mẫu, ngoài là 500, còn ở trong cây 8 mẫu. Có cần chia bữa sớt lại gì không? Trong đó phải có 2 tỷ. Bây giờ có chia sớt gì lại không? Chỉ để cho mới ra. Mỗi lần ấy em vuốt cái giường nằm lên, gạch dứt cái giường nằm cái ngủ nói ra đây. Nói ví dụ mà đá bọc này đó là nó có cái cơ duyên mới đúng rồi. Không phải là tự nhiên đi mua. Em tôi á là nó học mà lái xe du lịch xong định mua chiếc xe 1 tỷ mấy, cái xe nó mày mua 1 tỷ mấy chi, mày để đi, mày muốn đi đâu tao mướn, từ Camry nè, Innova nè, rồi muốn cái loại nào tao mướn cho mày, đưa 1 tỷ mấy cho tao, lấy 1 tỷ mấy lên mua đất. Chứ không giờ đồng hành rồi. Rồi, à, có hướng dẫn viên các bạn ơi. Đó, vậy đó. Mình có thành viên mới rồi. Cho nên là có cái cơ duyên đó đó, mới đi mua. Báo cáo đồn mình đang dư thêm được một thành viên nha. Dạ, dạ. Em là người dân tộc hả? Dạ. Dân tộc gì em? Cái tao đi. Từ. À, anh đi thẳng đi. Em chỉ cho chị. Dạ xin giới thiệu với lại cả nhà của mình. Dạ tới đây thì sẽ có một chị hướng dẫn viên ở khu vực này sẽ giới thiệu về những cái văn hóa cũng như là những cái gì nổi bật nhất ở đây để cho cả đoàn mình được biết. Dạ xin giới thiệu đây là chị Hoa ạ. Dạ cả nhà cho chị Hoa một tràng vỗ tay ạ. Ơi, vỗ tay. Chơi này. Tôi cứ vỗ tay, tôi sếp buông tay vỗ tay chi không? Chào vâng, và lần đầu tiên thì cho con xin gửi tới cô chú chúng ta một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và con xin tự giới thiệu con là Hoa, theo tiếng gọi của người Bảo đây gọi là Hờ Hoa. Và rất là vui hôm nay cùng đồng hành với cô chú chúng ta đi tham quan một số điểm tại trung tâm du lịch Buôn Đôn, cũng như giới thiệu cho cô chú chúng ta về cái văn hóa phong tục tập quán cũng như nghề săn bắt và thuần sống qua rừng nổi tiếng ở Đông Nam Á cũng giống như Việt Nam mình ạ. Khi cô chú chúng ta đặt chân đến với cái Buôn Đôn này, chúng ta nghe hai cái tên đó là Bản Đôn hay còn gọi là Buôn Đôn. Thì thực chất hai cái tên này đều có nghĩa là một, đó là hai cái gọi của hai dân tộc khác nhau. Thì Buôn Đôn là cách gọi theo tiếng Ê Đê, còn Bản Đôn là cách gọi theo tiếng Lào. Và Buôn Đôn ở đây còn có nghĩa là làng đảo nữa, nằm bên cạnh cái dòng sông, đó là dòng sông Sơn Bốc. Thì nếu mình sẽ đi qua cầu treo bắc qua dòng sông này dài hơn 300 km, dòng sông này dài hơn 300 km và nó đổ ngược bởi hai con sông, đó là sông Cà Rông và Cà Rông Nô. Mà người ở đây người ta gọi Cà Rông Nana là sông mẹ, còn Cà Rông Nô là sông bố. Hai con sông này hợp lại với sông con này, đó là dòng sông Sê Nô Bốc. Và dòng sông Sê Bốc lại đổ về biển Hồ Campuchia, sau đó hòa cùng một nhánh nhỏ của dòng sông Mê Công và chảy ngược lại Việt Nam. Và dòng sông này còn có một cái tên khác nữa, đó là dòng sông chảy ngược Việt Nam. Bởi vì theo nguyên lý của các con sông thì luôn chảy từ Tây đổ ra biển Đông, nhưng dòng sông ở đây lại chảy từ Đông sang Tây, thì người ta gọi là dòng sông chảy ngược như vậy ạ. Và khi chúng ta đến với Buôn Đôn là chúng ta đến với sự cộng cư của nền văn hóa đa sắc tộc
với 7 dân tộc họ sinh sống ở đây thì 3 dân tộc nổi trội nhất đó là người Lào, Ê Đê và Mơ Nông. Và cái ngôn ngữ và giao tiếp hàng ngày ở vùng đô này hoàn toàn đúng rồi, hoàn toàn bằng tiếng Lào hoàn toàn, bởi vì người Lào là người đầu tiên đưa cái trào lưu văn hóa lên cái mảnh đất này. Trên ngôn ngữ sử dụng ở đây là tiếng Lào, nhưng mà nền văn hóa đặc sắc nhất đây thì vẫn là người Ê Đê. Và mặc dù người Lào, Ê Đê hay người Mơ Nông thì các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung cũng như là vùng đô này nói riêng, họ sống theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ luôn là người có quyền lực bậc nhất trong gia đình và có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. Khi con gái sinh ra là phải mang họ mẹ và tất cả tài sản trong gia đình để lại phải để lại cho con gái. Con trai trong gia đình không có quyền thừa tài sản của bố mẹ để lại đâu ạ. Vì vậy ở đây con gái là người đi cưới chồng, con trai phải đi ở rể, không được cưới vợ về nhà. Cho nên những ngôi nhà của người đồng bào Tây Nguyên ở đây họ chỉ làm phòng riêng cho con gái thôi, con trai trong gia đình không được làm phòng riêng đâu, bởi vì khi họ lớn lên họ phải đi ở rể, là đi ở nhà người ta, không được bắt vợ về nhà. Vì vậy mà khi mà cô chú chúng ta lên đây đến những cái ngôi nhà dài của người đồng bào Ê Đê, chúng ta không cần hỏi ai xem trên ngôi nhà đó có bao nhiêu người con gái. Chúng ta chỉ nhìn vào phía tây của ngôi nhà có bao nhiêu ô cửa sổ, có bấy nhiêu người con gái trên đó. Và cô gái nào ngày xưa mà cô gái nào bắt chồng rồi á, cánh cửa sổ đó mở ra, cô gái nào chưa đi bắt chồng cánh cửa sổ đó luôn được khép lại. Rồi đâu mình nói đâu anh quên đi tiếp Dạ, ngày xưa thì các chàng trai cô gái nơi đây họ chưa có cái điện thoại thông dụng và thông minh như bây giờ, cho nên họ có một cái cách tỏ tình rất là dễ thương một mặt như thế này. Nếu như một chàng trai nào đó trong buôn họ để cô nào trên ngôi nhà dài đó, anh ta phải tìm hiểu xem cô đó ở cái phòng nào, và tối đến anh ta sẽ dùng một cây gậy chui dưới cầm sàn, dùng cái gậy đó chọc ngược lên cầm sàn tạo một âm thanh trên cầm sàn đó. Và nếu như chàng trai cô ta thầm thương trộm nhớ, cô ta sẽ xuống và tâm tình với anh ta. Và khoảng một thời gian khi tình yêu của họ chín muồi rồi thì bên người gái sẽ làm cái lễ, đó là lễ đi bắt chồng. Và lễ bắt chồng này hay còn gọi là lễ mua chồng và bán con. Bán con ở đây là như thế này: bố mẹ bên đàn trai sẽ định đoạt được cái giá trị của con trai mình, cái chàng trai đó được bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò, bao nhiêu chỉ vàng. Lúc đó bên đàn gái phải đưa hết lễ vật đó sang bên đàn trai làm cái lễ mua anh chàng về làm chồng. Khi chàng trai đó đã được mua về làm chồng rồi, chàng trai đó không có một quyền hạn gì trong gia đình đâu, mọi việc trong gia đình người phụ nữ là người quyết định, và đặc biệt con cái sinh ra là không được mang họ bố, phải mang họ mẹ. Và chúng ta cũng công nhận với con một điều là mang họ mẹ mới chuẩn, đúng không ạ? Con mẹ sinh ra chính là con của mẹ, người ta hay nói là cháu ngoại mới chuẩn đấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bắt buộc phải ở rể. Và thứ hai nữa là con cái sinh ra là không được mang họ bố. Nhưng mà điều đặc biệt là như thế này này, người kinh của chúng ta thì họ từ đầu, đúng không ạ? Họ là đứng đầu, nhưng mà người đồng bào đây họ đứng sau. Cho nên là một số gia đình ở đây này, hai vợ chồng và chồng là người kinh, vợ là người đồng bào. Nhưng mà khi con cái đặt ra thì cái họ là vẫn là họ đầu là họ bố, nhưng mà sau là họ mẹ. Dạ, là như vậy, vừa mang hai dòng họ đấy ạ, đó là họ bố và họ mẹ luôn. Còn ví dụ như con gái là người kinh, con trai là người đồng bào, thì con trai họ cũng không có là không cưới vợ về đâu, họ đi ở rể. Dạ, họ đi ở rể. Đến cái đường bê tông mình dừng lại. Dạ, cái điểm đầu tiên thì mình sẽ tham quan đó là khu văn hóa nhà mồ của Buôn Đôn, là nơi chôn cất những người thợ săn voi, và đặc biệt ở đây có chôn cất ông tổ của người săn bắt và thợ săn voi rừng, là người đã khai sinh ra nghề săn voi cũng như mảnh đất Buôn Đôn này. Cái đi săn voi đó thì chúng ta đi bộ vào đó tròn hết 18 săn voi đó, quay đầu ngược lại. Dạ, thấy nhau không? Rồi. 15:20 thì đoàn chúng tôi đã tới Buôn Đôn các bạn. Thì có đoạn này đi thì có một cô hướng dẫn viên nha, dẫn đi nữa. Giờ mình xin phép mình quay máy đứng để mình đưa lên TikTok nha. Dạ, nhà mình có. Rồi, ok. Hello, hello, xin chào buổi chiều. Rồi, chào. Ủa, mình nãy đếm dư con người, sao giờ dư đông vậy ta? Rồi, cái cô hướng dẫn viên kêu mình làm super. Chị vô đi, nghe em chụp cho.
xe con, mày dùng xe con. Đóng là bí ơi, bữa đây là bí đâu rồi. Ở nhà mi nha. Đứng cho con làm đi. Rồi hai ba tắm đi nè. Ba thả tim nha. Em đang ngáp rồi, phải chụp cái gì? Từ từ từ, bé đang ngáp hả cái gì cho được cái gì? Bé nhỏ này. Đinh vẫn thấy gì hết trơn. Chụp lại. Vô đây con bé. Chạy chị vô luôn, chị vô luôn. Chị hai con. Mày vô lẹ đi. Nhanh lên. Rồi đang quẹt nhé đây rồi. 1 2. Dạ nhìn đây 2 3. Rồi cái nữa. 1 2 3. Rồi. Ở đây là chỗ mua vé nha các bạn. Chỗ qua cổng này đó. Mình sẽ qua sau nha. Qua đi chú, qua đi. Các bạn thấy không? Nè, giống yếu Singapore mà mình qua cũng có cái này nè. Việt Nam mình đầy rồi. Rồi. Quét. Rồi qua đi chú. À nó còn mới tên gì à? Anh xuống đây đứng nó chụp giùm hai. Dạ từ từ. Rồi. Ôi trời ơi, bắt dữ vậy. Ở với ông nội. 1 2 3. Rồi chú cảm ơn. Cảm ơn nha. Nó chụp hình mình cho tấm mà mình phải quay ra 200 máy lượng làm cái ghê. Gửi lên nha. Đi. Rồi em đi em dính đó. Vậy sao đòi mình đi kia. Đi giày anh quay em mới đổ chứ đó. À nè. À. Các bạn trước mặt màn anh nhỏ các bạn là vợ của Phong Sống Sống TV nha. Rồi ở dưới đây cái cảnh sông này nó đẹp lắm nha các bạn ơi. Ở cái cây này nó đưa cái lá xuống nè đẹp lắm. Ở đây là cái cầu treo này các bạn lưu ý nha, mình cũng đi hai chiều nha các bạn. À, chiều vô thì mình đi một bên, chiều ra thì đi một bên nha các bạn nha, chứ không có đi hai bên nha. Rồi. Các bạn thân mến, bây giờ thì mình đang ở đảo Voi nha các bạn. Đây mình đang đi qua một cái cầu khỉ nha. Mình yêu đang đi qua cái cầu treo chứ xin lỗi, đang đi qua cầu treo. Ở trước mặt các bạn là mấy cô ở làm ở đây nha, là công nhân ở đây gì đó. Đây. Mình cũng hồi hộp quá, mình đi nó lắc mình như cái võng các bạn ơi. À, đây nè. Mình thấy mấy chú voi rồi kìa, mấy chú voi này, mấy chú voi giả thôi. Rồi mình phải đi coi voi thiệt mới được chứ. Này voi giả nha các bạn. Giờ mình đi kiếm voi thiệt mình coi. Ủa voi thiệt ở đâu? Ở đây là voi giả nha các bạn. Ở đây là mấy ông voi giả nha. Này voi giả nha các bạn. Chà. Ủa voi thiệt ở đâu coi con? Voi xuống ở dưới này nè. Xuống dưới, rồi chú cảm ơn nha. Voi dưới đó có hai con mà nó suy dinh dưỡng, nó ba ăn 8 tháng này à. Trời giờ nó đi không nở. Trời ơi, dạ rồi. Quyên chỗ dưới ngay chỗ cuối giường đây nè. Rồi. Rồi, nản keo luôn. Tội nghiệp quá. Gì? Chú mua đồ ăn cho nó ăn nha chú à. Cái gì em kêu gì? Trời ơi, chẳng lẽ em đi thua mấy bé đó?
Các bạn thấy không? Hai con hai chú voi, hai chú voi nằm ở trong tuốt trong đây các bạn. Cách hàng rào mình nó là gần hơn 50 mét các bạn, 60 mét vậy. Đâu thấy hai con mà đâu con người ta. Đây. Thằng này bán vé rồi. À, đây con. Con chiên con. Chị em bé vô được mà đâu tính tiền đâu. Em bé đâu tiền, đi theo mình. YouTuber vô ghi hình nữa nó. YouTuber ghi hình tính tiền gì? Đừng có tính dữ rồi. Giá không tính đâu. Sao tính gì ta vô tao ghi quy hình tao quảng cáo cho rồi. Vô đứng dòm vậy thôi là 60 ngàn hả? Có vô lần chơi nha. Dạ con chơi chụp hình. Vậy tấm hình 60 ngàn. Lên cử. Giống như mình đi. Thôi cử vô rồi kèo lên. Cử lên, kèo lên rồi đi rồi đó. Cho đứng. Để cho đứng với chụp hình đó. Để bán vé rồi. Các bạn thấy gì chưa các bạn? Các bạn thấy cái gì ở dưới chú voi chưa? Hay. Rồi. Không cho hả? Rồi giờ đó đứng đi chụp cho. Rồi, các bạn thấy chưa? Rồi, chú voi cái cũ chú voi chào quá luôn ấy không kìa. Đó thì ghê không? Mỗi người vào là coi như là 60 ngàn các bạn. Rồi mình đi qua gần chút xíu nha. Không, cho em cho nó miếng thôi. Đừng có nó rớt xuống sông luôn đi. Không được rồi, để em lại đi gần gần. Từ từ để em lại gần gần xíu. Từ từ để em gần gần. Từ từ nha, từ từ anh, từ từ. Cho nó rõ đi. Rồi ok. Cho ăn đi anh, cho ăn đi. Rồi trời sao anh đứng bên đây. Còn cây hả? Cho ăn luôn không? Không cho đẹp nữa. Ủa đây vô được hả? Rồi. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Anh đang nhang quá, anh đang nhang quá, lụm luôn hết rồi. Dễ gì lụm được của anh à. Vừa để xuống nâng cấp mẹ rồi, vừa để xuống. Mai nay nè. Ơ đó đó kìa, lụm. Lụm. Rồi đưa lên quanh vai từ thôi, cho ăn từ đây. Đưa voi lên bên đẹp, phải đưa voi lên ăn cái cuốn voi bên đẹp. Bẻ vô ta, bẻ vô đi. Cái nào vô nào bó lại cho bộ. Chú Bảy cho mọi người chụp riêng tấm đi chú Bảy. Không. Ôi. Đứng lên đi. Con cái tự nhiên đây không sao đâu, nó đang ăn rồi. Rồi. Alo. Đi đâu rồi? Cô đứng đứng đứng. Cô Hồng ơi đứng ra giùm con đi cô Hồng. Cô Hồng ơi bước ra giùm con đi cô Hồng. Chụp hình chứ. Rồi. Đó chứ nè. Chứ rồi kìa. Nhanh đi. Trời ơi cho nó chụp nhanh là người khác. Nè lên đây nè. Rồi rồi.
Cho mình tắm đi. Cứ giữ thôi nha, chú đừng cho nó ăn nha chú. Tí tí chụp tiếp. Chụp cho chú tắm luôn á. Nhìn có ghi hình, có ghi hình. Rồi. Sợ chứ. Vô vô cao cao lên chị, vô cao cao lên. Đó chị vô cao cao lên, đúng rồi, đúng rồi. Cô cao lên. Dính người rồi, dính người. Rồi chụp từng người đi, đứng từng người thôi con. À. Để đứng chung. Kìa kìa con kìa. Rồi. Rồi. Chị hay quá chú ơi. Rồi. Rồi chú. Giữ nha chú, đừng đưa nha chú, để dành cho chú hết mía rồi. Rồi, vô. Đem vô đây nè, đem vô đây nè, đem vô đây nè, đem vô đây vô người. Em mô. Rồi, rồi mở ra, cho ăn đi. Rồi, dạ, chụp rồi. Rồi, cái rồi. Giờ con cao lên, đúng rồi, giờ con cao lên. Chụp trong. Rồi, chú lấy cho ăn đi. Chú. Lấy cho ăn đi. Chú ơi, vô đây. Làm sao mà được cái mỏ nó anh ơi. Chưa chụp được cá. Anh cho cái mỏ nó gác trên đây được không? Vô đây chụp cá mẹ nè. Rồi. Không, từ, ý là con kêu. Chú đun vô đây, coi mấy chú vô đây con chụp nè. Cái mía đâu, mía nè. Đây, mía đây. Vô, cao luôn. Em bé con cầm cái mía nè con. Cầm cái mía lại đàng hoàng nha. Được. Này con tới con ông làm. Bà còn sợ chứ. Ông quả nói là ngon chứ ông cũng ghét. Chụp ông bãi trái đó. Đây vô đi. Để cho trăm hai cây trăm trăm. Chú bảy. Chụp cho anh trăm. Ôi, sao con chụp vậy đó ăn sao? Anh em. Qua đây với mẹ nhanh lên đi. Qua đây ông bảy chụp cho nè. Rồi sao đưa hai ba tới với chú. Rồi, qua đây ông bảy chụp nhanh lên. Lên. Chú cô bước qua đúng không đó, tôi đi xin ra để vô hình, chụp ta thấy hình. Rồi, đưa lên đây. Vô đây đứng nha mẹ. Rồi, lên. Một cái lên, phải chụp ra nè. Ê, con nhắc này, đưa ít thôi như này nha. Để lau là, buồn không? Không phải buồn, nó múc tay nữa. Rồi, vừa ra nó kéo nữa. Cái này, bỏ đâu hết rồi. Không bỏ đâu. Đưa con miệng như này đó. Rồi. Cái này mà được dưa hấu á mua từ 4-5 cái bỏ dưa hấu cho nó lăn thì luôn thôi. Đưa nữa dưa hấu toàn nó lấy ông quỳu nó lăn lên lợn nó mò theo. Dạ, anh không? Anh làm đi. Hay vậy? Sao nãy giờ nó không kịp tất biết là nó không kịp. Anh. Rồi, vô đi. Rồi, đây, trả cho. Rồi, anh dòm hết rồi đó. Hay hết rồi. Con lấy cái rồi anh quơ, nó gấp trừ, nó gấp. Rồi, anh kia, anh đi rồi, anh cho kia đi rồi. Các bạn
mến nha, giờ mình đang đứng ở ngay chỗ chúng tôi nha. Hết rồi. Thật luôn thì đấy. Tiền vốn vói thì đẹp, vốn thì nữa đấy, cân vốn vói thì đẹp. Thật quá. Vô được, vô ăn 50 phân nữa. Vô nữa. Trời ơi. Phân mà. Chết chứ. Con rồi, nó chấm thấp chứ. Rồi, nó qua ngày nè. Mà. Có vô. Mà, đẹp rồi. Đó. Nhanh. Nhanh. Được mà, canh được mà. Nhá, mà. Mà. Kì đó. Dạ. Tìm vô đi không sao đâu. Có anh ở trên mà. Sáng vô đi cô, sáng vô đi. Coi chừng nó giật cái bóp. À, bây giờ con chúng ta sẽ tham quan tự do ở đây, sau đó mình di chuyển quay trở lại, mình sẽ về chỗ xe luôn. Đến đây thì con xin được tạm biệt con chúng ta. Dạ, chúc quý vị chúng ta có chuyến hành trình thật là vui vẻ nha. Rồi, chú Bo về rồi, Nhiều sức khỏe. Rồi. Chú Bo đang mang qua sông các bạn. Chú Bo đang mang qua sông nha các bạn nha. Mũi quá. Bây giờ là người ta đem chú voi này vô rừng là người ta thả cho đi ăn các bạn. Rồi ngày mai rồi người ta kêu nó ra là chú voi tự động nó ra. Nó theo lời ở đây hướng dẫn viên nói đấy. Đó bây giờ đem vô rừng thả đó. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn các bạn có dịp nào thì Phong Cách Sống TV sẽ vào đây ghi lại những hình ảnh đẹp nhất cho các bạn xem nha. Bây giờ là Phong Cách Sống TV xin cúp video đây nha. Rồi chúc chú Oi và chú nào ông chú này là được do sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy không?